kính thưa quý thầy cô và quý vị đồng nghiệp, thì điều đầu tiên cho phép tôi được cảm ơn ban tổ chức đã cho phép tôi có cơ hội để báo cáo về uh, trong cái phát đồ điều trị ở một bệnh uh, những cái đối tượng bệnh nhân là viêm phổi bệnh viện và viêm phổi bệnh viện thì chúng ta thấy rằng là một cái hiện tượng không phải là hiếm trên thực tế lâm sàng và các bác sĩ chúng ta gặp rất là nhiều khó khăn tôi thấy bệnh nhân đang nằm viện mà tự nhiên lại sốt và bệnh nhân ho khạc đờm tăng lên thì cái đấy là cái điều mà lo lắng của các bác sĩ và cái việc mà chúng ta à, tiếp cận chẩn đoán những bệnh nhân đấy như thế nào rồi phát đồ điều trị ra làm sao theo dõi như thế nào là rất rất quan trọng và nội dung bài trình bày của tôi gồm có 3 phần một là đại cương về chẩn đoán à, viêm phổi bệnh viện hiện trạng à, nội dung thứ hai điều đấy là hiện trạng để kháng pháp. sinh của vi khuẩn và cuối cùng đấy là vai trò của các bà bên em trong điều trị viêm phổi bệnh viện vì đây là cái vũ khí mà hiện cho đến thời điểm này là cái vũ khí mà mạnh mà duy nhất trong chúng tôi uh, cho cho tất cả chúng ta trong cái điều trị viêm phổi bệnh viện uh, và khi thực hành lâm sàng thì cứ thấy băn khoăn là không biết là đến lúc nào thì cái vũ khí này nó bắt đầu uh, bị giảm cái tác dụng đi nhưng mà đến cái thực tại thì thấy rằng là các bà bên em vẫn là cái thuốc uh, uh, có hiệu quả trong cái điều trị viêm phổi bệnh viện thì về định nghĩa của viêm phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy thì theo ADSA năm 2016 thì cũng thấy rằng là viêm phổi bệnh viện thì có thể tiến là triệu chứng nó tiến triển trong vòng 48 giờ sau khi nhập viện và ở đây phải nói là không có cái biểu hiện hoặc ủ bệnh tại thời gian nhập viện nhưng ở đây người ta nói là có thể là chẩn đoán quá mức vì nhiều khi những cái biểu hiện ở trong thời gian ủ bệnh là các thầy thuốc cũng không nắm được bệnh nhân có thể là có những cái nhiễm trùng ở ngoài vào nhưng mà đến lúc vào viện thì bắt đầu mới có biểu hiện thì cái này là cái mà mình cũng rất khó để ra cái phân định rạch ròi cho nên là trong cái phần định nghĩa này cũng nói là có thể chẩn đoán quá mức Thứ hai nữa là cái viêm phổi liên quan đến thở máy thì nó tiến triển sau 48 đến 72 giờ à, của bệnh nhân, những bệnh nhân mà có chỉ định đặt nội khí quản để thở máy. À với IDSA năm 2016 thì viêm phổi liên quan tới chăm sóc y tế thì người ta đã bỏ cái khái niệm này. Một cái sự điểm chính trong cái cơ bệ chế bệnh sinh của viêm phổi bệnh viện như là viêm phổi thở máy đấy là à, mình phải quan tâm đến cái nguồn lây nhiễm mà viêm phổi bệnh viện là từ đâu. À, là từ những cái thiết bị mà chăm sóc về mặt y tế, rồi à, môi trường ở trong bệnh viện, dụ không khí rồi nước rồi lây giữa nhân viên à, y tế với bệnh nhân và giữa bệnh nhân, thì cái này là cái mà chúng ta đã hiểu về cơ chế của nhiễm trùng bệnh viện và đặc biệt là cái việc mà tránh cái nhiễm khuẩn bệnh viện là cái mà trên thực hành lâm sàng à, chúng ta phải hết sức quan tâm rồi những ở những cái đối tượng mà những cái người bệnh mà có những cái bệnh nền nặng, những cái phẫu thuật trước đó bệnh nhân đã có cái tiền sử điều trị kháng sinh và à, có tiếp xúc với những cái thiết bị mà hô hấp sân lấn thì đây là những cái mà yếu tố nguy cơ về người bệnh à, và tìm hiểu về những cái mầm bệnh của à, của cái căn nguyên mà gây viêm phổi bệnh viện thì có thể là nó xâm nhập từ à, hầu họng rồi những cái dịch tiết À, xâm nhập bằng đường máu sinh nhật có thể là từ đường dạ dày và ở đây thì lúc nãy bài của phó giáo sư ngọc cũng đã nói đến cái màng sinh học hình thành trong nội khí quản và đây cũng là một trong những cái yếu tố uh, quan trọng trong cái sinh bệnh học của biên phủ bệnh viện và đối với những người mà bệnh nhân mà có nhiều cái bệnh lý nền về thời gian nằm viện thì những cái bệnh lý của dạ dày và xoang à, những cái tổn thương à, những cái dạ dày và xoang là những ô chữa những cái mầm bệnh tiềm tàng à, và à, chúng ta thấy rằng là đây là một trong những cái điểm chính mà gây nên cơ chế sinh bệnh của viêm phổi bệnh viện. À, tiếp đến là chúng ta phải quan tâm đến những cái yếu tố nguy cơ, những cái cơ địa của người bệnh như thế nào thì nó có nguy cơ là bị nhiễm trùng bệnh viện đấy là các nghiên cứu người ta thống kê đấy là về tuổi, này, về mắc những cái bệnh mãn tính, rồi những trường hợp mà viêm phổi do hít à, trên cơ địa những cái bệnh nhân mà à, có nằm lâu hoặc là liệt hoặc là có đột quỵ phẫu thuật ở vùng bụng ngực đặt catheter đặt catheter tĩnh mạch hoặc là theo dõi áp lực nội sọ liên tục thì đây là những cái đường vào à, mà nó có nguy cơ bị nhiễm khuẩn bệnh viện À, những bệnh nhân mà có điều trị kháng sinh kéo dài, đặc biệt là những cái bệnh nhân à, đặc biệt là những kháng sinh phổ rộng, bệnh nhân đa chấn thương, rồi liệt và à, cái tình trạng mà có tình trạng suy dinh dưỡng thì đây là những cái yếu tố nguy cơ mà chúng ta à, phải hết sức để tầm soát trong trường hợp mà có à, những cái bệnh nhân của chúng ta sẽ có nguy cơ bị nhiễm trùng bệnh viện khi mà nằm điều trị ở trong bệnh viện. Và cái tiêu chuẩn của ADSA năm 2016 và của Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc năm 2017 thì cũng đã đưa ra những cái tiêu chuẩn để chẩn đoán viêm phổi bệnh viện. À, đấy là bệnh nhân sau 48 giờ nhập viện bệnh nhân xuất hiện à, các triệu chứng lâm sàng với cận lâm, lâm sàng bệnh nhân có sốt có bạch cầu giảm có thay đổi về ý thức đờm mủ hoặc đờm thay đổi màu sắc ho và khó thở tăng lên khám phổi có ra nghi ngờ và có thể là có những cái tình trạng mà à, nó bị xấu đi do à, cái 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 trao đổi khí ở phổi ví dụ khí máu xấu đi và cần phải can thiệp à, thông khí nhân tạo à, về trần đoán hình ảnh X quang phổi thì hình ảnh gợi ý đến viêm phổi với những cái tổn thương à, đông đặc ở phế nang và đặc biệt là có thể có những cái thâm nhiễm mới hoặc nặng lên của những cái tổn thương cũ thì cái này là cái mà chúng ta thấy rằng là viết như này thì dễ nhưng mà trên thực tế lâm sàng mà để đánh giá mà, là mới gì? hay hay là nặng lên của nhà những cái tổn mất. thương cũ nhiều khi à. là cũng sẽ rất khó khăn vì những cái bệnh nhân người ta nằm viện lâu ngày rồi mình có truyền dịch rồi cái lượng dịch vào da nó uh, nó nó mình khó đánh giá được rồi thì những cái bệnh nhân mà có tiền sử bệnh lý của tim mạch thì cái việc mà những cái tổn thương phổi rồi kỹ thuật của chủ phim thì đấy là những tất cả những cái yếu tố mà nó sẽ ảnh hưởng những cái việc mà à, hạn chế trong cái viền mà chẩn đoán thì cái này là cái mà à, trên lâm sàng chúng ta à, có rất nhiều kinh nghiệm rồi và cái để tìm hiểu cái căn nguyên viêm phổi bệnh viện thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà cấy đờm rồi nghiệm của ram để tìm cái căn nguyên là cái bắt buộc chúng ta phải làm À, chúng ta đừng có nghĩ rằng là chỉ có sốt rồi thấy tổn thương phải nặng lên bệnh nhân nặng lên thì bắt đầu chúng ta đổi kháng sinh ngay và trước khi chúng ta à, đổi cập nhật những cái kháng sinh mới thì chúng ta cũng vẫn phải lấy đờm để làm nhuộm gram à, rồi nuôi cấy đờm và tìm hiểu cái sự phù hợp giữa nhuộm gram cấy đờm và lâm sàng để mình tìm cái căn nguyên à, về vi sinh và cái đấy thì nó rất rất quan trọng như cái phần xét à, 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 section trước chúng ta đã nói rồi trao đổi rồi rồi phải tìm những cái căn nguyên vi sinh khi mà bệnh nhân có sốt, phải cấy máu rồi làm những cái test cúm à, và đặc biệt là trong cái đại dịch năm nay đúng không ạ? Chúng ta cũng thấy rằng là có rất nhiều trường hợp mà đang nằm viện mà sốt như ở chỗ chúng tôi chẳng hạn. Cứ những bệnh nhân nào mà sốt mới nhập viện hoặc đang nằm viện sốt thì làm những cái test cúm và đặc biệt là SARS-CoV-2 là mình cũng phải tầm soát vì mình cũng không biết đâu đó có thể là cái virus rồi, à, đặc biệt là SARS-CoV-2 nó xuất hiện đúng không Đấy thì những cái bài học của uh, bệnh viện Bạch Mai cũng như là bệnh viện uh, đà nẵng là chúng ta cũng thấy rằng là những cái căn nguyên đấy nó có thể bất thình lình xuất hiện thì cái việc mà chúng ta quan tâm đến những cái căn nguyên vi sinh là mình phải làm thực thực trên lâm sàng à, rồi các phương pháp để lấy bệnh phẩm và đảm bảo là cái bệnh phẩm đấy nó đưa ra được một cái kết quả mà nó đáng tin cậy Đấy, thế thì uh, trong cái guideline mà hướng dẫn uh, điều trị viêm phổi như phần trước tôi đã trình bày đấy là chúng ta uh, cái, cái 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 bệnh phẩm cái, cái gọi là tiêu chuẩn của bệnh phẩm đờm về số ml cũng như là uh, bảo quản rồi chuyển đến khoa vi sinh để làm thì chúng ta cũng không lấy xong để lâu quá thì nó cũng ảnh hưởng đến chất lượng rồi uh, uh, khi hút đờm qua nội khí quản để đảm bảo rằng là nó không bị tạp nhiễm bị ngoại nhiễm ở ngoài rồi bệnh nhân có thể là soi phế quản để rửa phế quản phế nang tuy nhiên là nó sẽ tối ưu nhất nếu mà chúng ta lấy được cái dịch rửa mà có những cái bộ phận bảo vệ tuy nhiên trên thực tế lâm sàng thì không phải là cơ sở y tế nào cũng có thì đây là những cái hạn chế khi mà mình quan tâm đến cái việc mà mình chẩn đoán viêm phổi bệnh viện À, rồi tiếp đến là về những cái uh, phương pháp vi sinh để trần đoán viêm phổi bệnh viện thì uh, nhuộm gram thì chúng ta thấy đấy, có thể là tạp nhiễm cấy đờm có thể bị ảnh hưởng bởi cái kháng sinh trước thì đấy là những cái hạn chế khi mà chúng ta uh, làm để tìm cái căn nguyên vi sinh đấy là một cái căn cứ để chúng ta thay đổi phác đồ điều trị và cái này là cái những cái rào cản mà các bác sĩ lâm sàng chúng ta cũng gặp rồi xét uh, nghiệm kháng nguyên về cúm a cúm b uh, có giá trị khi mà có dịch À, những cái tiến bộ mới trong chẩn đoán cúm à, virus đường hô hấp như corona virus, à, RSV hay là rhinovirus thì à, chúng ta thấy rằng là nó sẽ giúp cho chúng ta cái việc mà à, điều trị cái thuốc kháng virus à, đặc hiệu. Hoặc là có thể dừng điều trị kháng sinh hay không Tuy nhiên là trên thực tế mà bảo là phát hiện ra virus xong mình bỏ kháng sinh Thì cái đấy là cái mà nó cũng uh, cái điều khó Vì là có thể là đúng bệnh nhân ấy nhiễm virus Nhưng mà từ nhiễm virus người ta lại có thể bội nhiễm cả vi khuẩn nữa Cho nên cái việc mà chúng ta uh, chọn cái việc là uh, chỉ điều trị thuốc kháng virus hay không Thì là cái này rất khó đặt ra đấy, Và trong cái phần trước thì thầy Thành cũng đã ra một cái câu hỏi đúng không Đó Và uh, thầy Ngọc cũng đã trả lời rồi tìm những cái kháng nguyên về phế cầu laser trong nước tiểu mycoplasma. À, tôi xin chuyển sang phần thứ hai đấy là về hiện trạng đề kháng kháng sinh à, của vi khuẩn à, thì nói đến à, viêm phổi bệnh viện thì căn nguyên vi sinh là một cái thách thức lớn từ cái việc mà tìm ra cái căn nguyên vi sinh là gì vì gặp là bệnh nhân dùng kháng sinh rồi thì cái việc mà thu thập các bệnh phẩm rồi những cái kỹ thuật đấy, nó khó khăn và ở đây người ta thấy rằng là cái thời gian mà bắt đầu xuất hiện cái nhiễm trùng bệnh viện nó cũng uh, gợi ý đến những cái căn nguyên vi sinh khác nhau. Nếu mà viêm phổi uh, bệnh viện mà ở giai đoạn sớm thì uh, với cái slide này thì chúng ta thấy rằng là uh, theo khuyến cáo của ATS và ADS năm 2016 thì 2005 thì thấy rằng là nhìn những cái con vi khuẩn như vậy hiền hòa hơn, phế cầu Helmophilia rồi tụ cầu mà nhạy với methicillin, vân E. coli Đấy, thích. Nhưng mà nếu mà sau cái thời gian mà nằm viện sau 7 ngày thì thấy là thấy nhiễm trực khuẩn mù xanh và Klebsiella pneumoniae mà có sinh ESBL rồi thì những cái tụ cầu mà nó kháng về methicillin thì đây là những cái bằng chứng mà thấy rằng là cái căn nguyên vi sinh nó sẽ càng ngày càng phức tạp khó khăn trong điều trị khi mà cái thời gian thời điểm xuất hiện nó lâu và với những cái báo cáo nghiên cứu về tìm hiểu căn nguyên vi sinh của viêm phổi bệnh viện thì cũng và viêm phổi thở máy thì cũng thấy rằng là với cái nghiên cứu được công bố vào năm 2015 đây thì cũng thấy rằng là chín khoảng trên 90% là vi khuẩn gram âm và với những cái nghiên cứu về căn nguyên vi sinh thì nó cũng giúp cho chúng ta cái việc mà chọn lựa cái phác đồ điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm rồi các nói đến cái vi khuẩn đề kháng kháng sinh nổi trội đúng không và cái câu này các bác sĩ lâm sàng chúng ta khi mà nghe thấy rất là rất sợ tức là nó đa kháng rồi nó kháng rồi mặc dù mình dùng những cái gọi là vũ khí lợi hại nhất rồi nhưng mà bệnh nhân cũng không đáp ứng và cái đấy là cái mà uh, khi mà chúng ta giao ban chúng ta trao đổi với nhau thì chúng ta thấy rằng là nó rất khó khăn vì nếu mà phải nhiễm phải uh, vi khuẩn đa kháng uh, rồi sinh EBS out rồi là những cái uh, Trực khuẩn mù xanh, Asinobacter moni mà nó kháng nó rộng rồi nó đa kháng rồi nó toàn kháng Thì tất cả những cái khái niệm đấy thì chúng ta thấy rằng là chúng Cái cơ hội mà chúng ta cứu được uh, bệnh nhân là rất rất thấp điểm qua những cái nghiên cứu về căn nguyên vi sinh mà ở Việt Nam chúng ta thì các nghiên cứu về căn nguyên vi sinh ở viêm phổi cộng đồng cũng như viêm phổi bệnh viện thì nó vẫn còn rất là khiêm tốn và có không có quá nhiều dữ liệu Tuy nhiên là tìm hiểu đặc điểm về căn nguyên vi sinh cũng đấy là một cái công việc mà các bác sĩ Lâm Sàng chúng ta cũng phải quan tâm à, thì với một cái nghiên cứu tổng kết ở tại bốn bệnh viện được công bố năm 2015 2016 thì thấy là cái tỷ lệ đề kháng với các loại kháng sinh của Acinobacillus pneumonia với nghiên cứu này là trên 90% đúng không ạ? À, với Klebsiella uh, pneumonia là 25% và với chi khuẩn mù xanh là trên 30%. Đấy thì uh, với cái nghiên cứu này chúng ta cũng thấy rằng là cái tỷ lệ mà các vi khuẩn uh, đề kháng kháng sinh uh, trong cái bệnh phẩm ở uh, nhiễm trùng bệnh viện của chúng ta là có chiều hướng gia tăng. Uh, nghiên cứu của Phạm Hồng Nhung và cộng sự được báo cáo uh, tổng kết những cái uh, kết quả vi sinh trong các bệnh phẩm uh, của bệnh viện Bệnh Mai thì ở đây là uh, chúng ta cũng thấy rằng là đưa ra được cái đặc điểm về vi khuẩn học uh, uh, gây, nguyên nhân gây bệnh uh, thì cũng thấy rằng là gặp uh, khuẩn gram âm Ecoli rồi Acinobacter clebschii pneumonia uh, và, và các À, với cái tỷ lệ từ 15 đến 17% và các căn nguyên vi sinh khác thì với tỷ lệ thấp hơn và cái xu hướng đề kháng kháng sinh với cả những cái nhóm kháng sinh mà à, bệnh viện Bệnh Mai chúng tôi hay sử dụng thì thấy là nó có xu hướng là cái tỷ lệ mà những cái vi căn nguyên vi sinh mà nó nhạy với các kháng sinh ví dụ imipenem meropenem cefuroxim vân vân thì nó giảm theo thời gian Đấy thì với những cái số liệu này thì chúng ta thấy đây là những cái hồi chuông để cảnh báo rằng là những cái khó khăn lâm sàng mà à, trước mắt mà chúng ta phải gặp được. À, rồi à, cũng với tổng kết này thì tiến sĩ Hồng Nhung và các cộng sự cũng đã đưa ra đến cái mức độ nhạy cảm kháng sinh của từng loại cái căn nguyên vi khuẩn như là Acinobacillus, à, Bumani từ các bệnh phẩm của máu của dịch đường hô hấp à, và của nước tiểu thì cũng thấy rằng là cái mức độ nhạy cảm kháng sinh là nó còn rất là thấp. Và đây là cái uh, biểu đồ thể hiện cái mức độ nhạy cảm kháng sinh của trực khuẩn mù xanh. Nghe đến trực khuẩn mù xanh là mình đã thấy sợ sợ rồi đúng không ạ? Đấy thì uh, với cái bệnh phẩm này chúng ta cũng thấy rằng là về mức độ nhạy cảm thì nó cao hơn so với Acinobactemoni nhưng mà nó cái tỷ lệ của nó cũng uh, rất là ít những cái kháng sinh mà nó còn được trên 50% rồi đây là cái kết quả của Klebsiella pneumonia Klebsiella pneumonia thì chúng ta cũng thấy là căn nguyên vi sinh của cũng phần không 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 nhỏ số lượng bệnh nhân và đặc biệt là cái Klebsiella pneumonia nó sẽ diễn biến rất là nặng trên những bệnh nhân mà có cơ địa dùng uống rượu tiền sử uống rượu hoặc là bệnh lý gan bệnh lý thận thì với cái nhiễm Klebsiella pneumonia với cả các vi khuẩn khác thì cái bệnh cảnh lâm sàng nó rất rất là, là nặng và trên thực hành lâm sàng chúng tôi thì những cái trường hợp bệnh nhân mà có tiền sử nghiện rượu tiền sử uh, bệnh lý gan bệnh lý thận và có tổn thương phổi uh, thì uh, với cái gợi ý của lâm sàng cũng như chẩn đoán hình ảnh thì uh, chúng ta thấy rằng là pneumonia là một trong những căn nguyên vi sinh mà thường gặp nhất thì thấy rằng là cái diễn biến nó rất là nặng À, và có những cái mà diễn biến mà chúng tôi mặc dù đã dùng kháng sinh phổ rộng rồi nhưng mà cái mức độ nặng nó cũng nặng lên và chúng tôi cũng không cứu được người bệnh thì cái này là cái mà chúng ta thấy là trên thực tế lâm sàng nhiễm căn nguyên vi sinh nhưng mà trên cơ địa à, những cái bệnh lý nền à, nó cũng làm cho tình trạng nặng lên rồi à, cái mức độ tốc độ đề kháng của các ba men em thì đang gia tăng và à, đang gia tăng một cái vũ khí mà chúng ta thấy rằng là nó đang là tốt nhất thì bắt đầu nó đang gia tăng. Và những cái hướng mà chúng ta phải giải quyết thế nào khi mà các ba bên em nó bị kháng bởi chủ khuẩn, bị chủ khuẩn mù xanh và Asimobactemia kháng với các ba bên em. Và cái yếu tố nguy cơ của nhiễm vi khuẩn đa kháng, theo uh, ADSA thì uh, chúng ta cũng đã được rất nhiều các bà báo cáo các thầy đề cập đến đấy là uh, chúng ta phải quan tâm đến cái việc mà bệnh nhân uh, bệnh nền cũng như là sử dụng kháng sinh tiêm trước đó trong vòng 90 ngày thì với tất cả những cái yếu tố nguy cơ của viêm phổi bệnh viện viêm phổi thở máy thì qua các tài liệu người ta thấy rằng đây là một trong những cái yếu tố mà uh, mình phải quan tâm đến khi mà mình nghĩ rằng là mình chọn kháng sinh gì và như thế nào uh, Ngoài ra thì uh, với cái tình trạng diễn biến nặng rồi thì, uh, cái thời gian nhập viện và có cái tiền sử bệnh lý thận thì cũng là một trong những cái yếu tố mà nguy cơ của nhiễm uh, trừ khuẩn uh, à, nhiễm uh, viêm phổi bệnh viện viêm phổi thở máy mà do vi khuẩn đa kháng à, và trong các tài liệu thì người ta cũng đã đưa đến những cái yếu tố nguy cơ mà nhiễm vi khuẩn đa kháng đối với cả từng cái loại vi khuẩn ví dụ như là trực khuẩn à, cầu à, tụ cầu mà nó kháng mới methicillin thì bệnh nhân phải nhập viện ở cơ sở mà à, có có cái đặc điểm vi sinh đã được phân lập là trên 20% là có cái tụ cầu kháng methicillin rồi khử dụng kháng sinh trong vòng 90 ngày à, tình trạng lâm sàng nặng à, và viêm phổi bệnh viện muộn đấy thì đấy là những cái đặc điểm mà với những cái đặc điểm vi sinh thì người ta đều có những cái đặc điểm mà người ta gợi ý đến à, đấy là nó kháng À, rồi đối với cả những cái á, chữ khuẩn mù xanh mà nó có á, gọi là kháng á, đề kháng rộng hoặc là toàn kháng thì chúng ta thấy rằng là nó cũng dựa vào cái đặc điểm mà uh, vi sinh ở tại cơ sở y tế cũng như là sử dụng kháng sinh tĩnh mạch đặc biệt là đã có tiền sử dụng ciprofloxacin và kinolon trong vòng 90 ngày trước thì cái này là cái mà chúng ta thấy rằng là cũng không phải là hiếm trên lâm sàng đâu đúng không? và rất nhiều những cái trường hợp bệnh nhân đặc biệt là nhóm bệnh nhân là bệnh hô hấp chẳng hạn thì khi mà nhập viện vào uh, bệnh nền rồi diễn biến nặng mình nghĩ đến trừ khuẩn mù xanh thì những cái đợt điều trị trước là chúng ta cũng đã dùng những cái kháng sinh mà điều trị trừ khuẩn mù xanh rồi Và, rồi những cái bệnh nhân mà có nằm viện trên 3 tuần có bệnh lý gan thì đấy là chúng ta cũng thấy rằng là có những yếu tố nguy cơ mà nhiễm vi khuẩn đa kháng đối với từng nhóm kháng sinh một Đấy, và trong tài liệu thì đã có đầy đủ Và với cái thời lượng thời gian thì tôi cũng xin phép à, là không trình bày kỹ đối với từng vi khuẩn Tuy nhiên ở đây tôi cũng chỉ muốn nói là à, trên thực hành lâm sàng Khi mà chúng ta à, đánh giá à, những cái bệnh nhân viêm phổi bệnh viện, à, viêm phổi thở máy Thì cái việc mà phân tầng yếu tố nguy cơ, xem từng đặc điểm của từng bệnh nhân một là rất rất quan trọng à, Tôi đi vào phần cuối cùng, à, phần thứ ba Đấy là vai trò của các bạn em à, trong điều trị viêm phổi bệnh viện thì với cái điều trị uh, nguyên tắc điều trị kháng sinh trong viêm phổi bệnh viện thì uh, kháng sinh phải dùng sớm nhất, đúng không? và kháng sinh dùng càng sớm thì cái cơ hội mà chúng ta cứu được bệnh nhân thì càng cao và phải điều trị kháng sinh uh, ban đầu theo uh, kinh nghiệm và cái việc mà chọn lựa kháng sinh như thế nào thì chúng ta phải uh, định hướng trên lâm sàng xem là có nguy cơ bị nhiễm uh, vi khuẩn đa kháng hay không, hay vi khuẩn toàn kháng hay là chỉ kháng một phần. Rồi thời gian điều trị dùng kháng sinh là cái mà chúng ta phải quan tâm, đấy là tùy thuộc vào nguyên nhân gây bệnh rồi tùy thuộc vào cơ địa để chúng ta có thể kết thúc thời gian kháng sinh sau khi cái triệu chứng lâm sàng nó ổn định 7 ngày, 15 ngày hay 21 ngày. Rồi ngừng kháng sinh thì chúng ta phải căn cứ dựa vào những cái đáp ứng cả lâm sàng cả cận lâm sàng và ở thực, trên thực hành lâm sàng thì chúng ta thấy rằng là chúng ta hay sử dụng cái chỉ số brocacitonin là một trong những cái chỉ số cận lâm sàng mà đã được chứng tỏ rằng là nó có ý nghĩa trong cái việc mà tiên lượng tuy nhiên thì trên thực tế chúng ta thấy rằng là cái đáp ứng lâm sàng là cái quan trọng nhất trong cái việc mà chúng ta xác định xem là cái căn nguyên vi sinh đấy có đúng không và cái diễn biến lâm sàng như thế nào vì uh, nó cũng có những cái yếu tố ảnh hưởng đến cái việc mà tăng giảm của uh, các chỉ số cận lâm sàng uh, và hơn nữa thì uh, trên thực tế đấy là cũng có những cái điều kiện thanh toán của biểu bảo hiểm của cái procalcitonin chứ không phải là lúc nào chúng ta cũng dễ dàng để chúng ta làm và nếu mà chúng ta làm một cách rộng rãi quá thì chúng ta lại bị xuất toán uh, tiếp đến đấy là phải đảm bảo cái điều trị toàn diện về hồi sức tích cực biến chứng rồi chăm sóc hô hấp những cái bệnh lý kèm theo và nuôi dưỡng thì cũng phải chia sẻ thật đấy là cái mảng mà dinh dưỡng trong điều trị ở những cái bệnh nhân mà bệnh lý mãn tính những bệnh nhân mà viêm phổi đặc biệt là viêm phổi bệnh viện thì các bạn cũng cũng các bác sĩ lâm sàng cũng chúng ta cũng phải quan tâm trước là chúng ta chỉ xem xem là thuốc kháng sinh có đủ không rồi dùng đủ không nhưng mà bệnh nhân cứ càng ngày càng mệt càng ngày càng đuổi vì là vấn đề dinh dưỡng trên lâm sàng chúng ta chưa thực sự là quan tâm rồi dự phòng các dự phòng cái yếu tố nguy cơ về tắc mạch vì cái tình trạng diễn biến nặng Điều chỉnh kháng sinh khi có kết quả xét nghiệm vi khuẩn và kháng sinh đồ và những cái bệnh nhân mà đáp ứng điều trị kháng sinh ban đầu phù hợp thì giữ kháng sinh đang điều trị hay là xét xuống thang. Đấy là những cái nguyên tắc mà chúng ta sẽ thực hiện khi mà điều trị kháng sinh ở trong đợt nhiễm khuẩn. Và điểm qua những cái hướng dẫn về chẩn đoán và viêm phổi bệnh viện thì với gai đai hướng dẫn của hỗ Việt Nam và hội hồi sức cấp cứu cũng như chống độc và được đăng bộ công bố năm 2017 thì cũng đã đưa ra những phác đồ để cho các bác sĩ chúng ta quyết chọn lựa để điều trị trong cái việc sau khi mà chúng ta đã phân tầng đánh giá cái mức độ nặng Phân đồng yếu tố nguy cơ Thì đối với người ta cũng chia ra cái mức Đấy là viêm phổi bệnh viện không mức độ nặng Và không có nguy cơ nhiễm vi khuẩn đa kháng Thì chúng ta sẽ chọn cái nhóm kháng sinh như thế nào, dùng đơn trị liệu hay là phối hợp, rồi viêm phổi bệnh viện nặng hoặc có nguy cơ nhiễm vi khuẩn đa kháng, viêm phổi bệnh viện không nặng nhưng mà có nhiễm vi khuẩn mà nghi ngờ là nhiễm tụ cầu mà kháng với cả methicillin à, thì những cái bài báo cáo của các thầy, các chuyên gia trước cũng đã nói đấy là cái tỷ lệ mà nhiễm tụ cầu cũng không hề nhỏ trong những cái căn nguyên gây viêm phổi cộng đồng cũng như là viêm phổi bệnh viện, cho nên cái việc mà chúng ta chọn kháng sinh thế nào để để phủ phủ rộng Thế chúng ta phải đánh giá dựa trên yếu tố nguy cơ Và đặc biệt là tìm hiểu cái căn nguyên vi sinh Rồi theo khuyến cáo của ADN năm 2016 Thì cũng tương tự như vậy Cũng chia ra cái việc mà đánh giá cái khuyến cáo phối hợp kháng sinh Cho những cái trường hợp mà bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao Những cái vi khuẩn đa kháng thuốc Thế thì với những cái hướng dẫn cập nhật Thì chúng ta đều thấy rằng là Cái việc chúng ta phải phân tầng Chúng ta phải tiên lượng xem những bệnh nhân này cái yếu tố nguy cơ tử vong như thế nào để chúng ta chọn lựa chúng ta phối hợp kháng sinh theo những cái phác đồ là rất rất quan trọng. Ví dụ như là với cái slide này thì chúng ta thấy rằng những cái bệnh nhân nguy cơ tử vong cao hoặc là đã dùng kháng sinh trong vòng 90 ngày trước thì ngoài những cái kháng sinh phối hợp dùng hai loại kháng sinh uh, phối hợp thì chúng ta lại chắc chắn chúng ta phải thêm những cái kháng sinh mà được gram âm -um, ví dụ như vancomycin hoặc linozolid thì cái này là cái mà uh, trên thực tế lâm sàng chúng ta phải ứng dụng để chúng ta đưa một cái phác đồ điều trị tối ưu để giúp cho người bệnh à, và với khuyến cáo của bộ y tế thì cũng thấy rằng là các chủng mà siêu kháng thuốc thì chúng ta phải phối hợp uh, nhóm carbapenem, uh, microcosid rồi colistin thì đây vẫn là cái phác đồ mà cho đến hiện tại thì nó cũng giúp cho rất nhiều những cái bệnh nhân mà uh, có thể vượt qua được những cái giai đoạn nặng uh, nhiễm phải vi khuẩn đá kháng À, thì uh, chúng ta đã uh, điểm qua những cái hướng dẫn rồi thì cái vị trí của các bên em trong điều trị thì chúng ta thấy rằng là cái nhiễm khuẩn được xác nghiệm có căn nguyên đa khoáng gặp nhiều nhất như là Acinobacbemoni, trực khuẩn mù xanh, rồi những cái trực khuẩn gram âm sinh ASBL thì chúng ta phải dùng để phối hợp uh, với các kháng sinh như aminoglycids, Kinolone. Chứ chúng ta dùng đơn độc thì nó sẽ rất khó để trong việc kiểm soát và là những cái kháng sinh mà được lựa chọn những cái bệnh nhân mà nhiễm vi khuẩn đa kháng là những cái phân tầng yếu tố nguy cơ như là bệnh nhân có tiền sử dùng kháng sinh những cái bệnh nhân mà có mầm nhiễm uh, vi khuẩn đa kháng rồi những cái bệnh nhân mà nhập viện muộn hoặc là có cái đặc điểm vi sinh ở tại cơ sở y tế là có vi khuẩn đa kháng lưu hành đấy, thì cái này là cái mà uh, lại nhắc lại đấy là uh, chúng ta sẽ phải uh, quan tâm đến cái việc mà phân tầng yếu tố nguy cơ uh, một cái dữ liệu nghiên cứu trên một cái số lượng nghiên cứu lớn một bệnh nhân từ 12 nghiên cứu nghiên cứu lâm sàng thì thấy cũng thấy rằng là đánh giá cái tỷ lệ tử vong cũng như là đáp ứng lâm sàng thì khi so sánh cái phác đồ carbapenem và uh, nhóm không phải carbapenem thì cũng thấy rằng là nó có cái, cái hiệu quả vượt trội khi mà dùng carbapenem Thì đây là những cái minh chứng để giúp cho cái việc mà uh, hướng dẫn kháng sinh điều trị kinh nghiệm và trong các khuyến cáo và cái cơ chế diệt khuẩn của kappapenem thì nó có tác dụng diệt khuẩn qua các cơ chế và nó là cái kháng sinh phụ thuộc vào thời gian cho nên là cái cái đảm bảo cái độ của MIC nó duy trì được thì nó sẽ đảm bảo cái chức năng về diệt khuẩn. Và với beta lactam thì hoạt tính sẽ đạt tối ưu nếu mà cái nồng độ vượt quá 3 đến 4 lần MIC thì cái này đối với viêm phổi bệnh viện là chúng ta phải quan tâm. Và cái việc này thì như phần trước chúng đã nói rồi, đấy là PK và PD là chúng ta phải hết sức quan tâm. Một là cái liều lượng của thuốc và hai nữa là cái khoảng đưa liều của thuốc. và thầy anh anh cũng trong cái phần trước cũng đã nói rồi. Lúc trước ta có thể là 12 giờ chúng ta đưa một liều vào. Nhưng mà đối với bệnh nhân nặng mình có thể giảm xuống 8 lần. 8 uh, 8 tiếng chúng ta đưa một liều và hoặc là 6 tiếng và đặc biệt là cái thời gian mà đưa cái liều thuốc đấy phải đủ dài. Đấy thì đấy là với cái áp dụng PKPD để mình làm thế nào để đạt thì tội tối đa cái hiệu quả uh, của điều trị. và thì đây là tối ưu hóa hiệu quả diệt khuẩn uh, của các bên em thì một là chúng ta phải dùng liều cao, tăng số lần dùng thuốc và truyền dài và truyền uh, dài đạt đến 3 3 giờ. Đấy thì trên thực hành lâm sàng những trường hợp mà nặng thì chúng tôi vẫn truyền các bà em bằng bơm tiêm điện để duy trì 3 giờ một liều thuốc và cũng thấy rằng là chúng tôi cũng chưa có cái nghiên cứu tổng kết nhưng mà thấy rằng là nó cũng đạt được cái hiệu quả thế và chúng ta cần phải có những cái dụng cụ cái những cái thiết bị ví dụ chẳng hạn ở chúng chúng tôi là phải nhiều cái bơm tiêm điện hoặc máy truyền dịch thì mình sẽ đảm bảo được cái 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 thời gian truyền dài như vậy À, và với cái việc uh, với những nhóm bệnh năng nặng thì các nghiên cứu cũng đã thấy rằng là so sánh cái nồng độ uh, uh, phần trăm của thời gian trên MIC của imipenem với các liều dùng khác nhau thì thấy rằng là nó đạt hiệu quả và khoảng cách liều là 6 tiếng thì uh, với những cái đặc điểm này thì chúng ta cũng thấy rằng là cái việc mà chúng ta phải uh, sử dụng thuốc là rất rất quan trọng và uh, tăng hiệu quả điều trị uh, của các bạn em khi mà phối hợp với kháng sinh kháng sinh ở đây là dùng um, phối hợp với aminoglycosid rồi kinolone, uh, để dự phòng phát sinh các đột biến kháng thuốc À, rồi cũng đã có những cái nghiên cứu người ta thấy rằng là phối hợp kháng sinh thì giảm cái ngăn ngừa cái tính kháng thuốc uh, của bệnh nhân và ở đây nói đến cái vai trò của colistin và với khuyên cáo người ta đưa rằng với những cái vi khuẩn uh, căn nguyên vi sinh là đa kháng thuốc thì sẽ phối hợp uh, carbapenem với colistin thì cũng đã đưa ra với cái tác dụng uh, hiệp đồng thì nó sẽ làm giảm cái cái tỷ lệ mà bị uh, carbapenem đề kháng thuốc thì đây là những cái giải pháp mà chúng ta thấy rằng là đối với những cái vi khuẩn đa kháng thì chúng ta sẽ phối hợp kháng sinh để làm tăng cái hiệu quả điều trị và các bên em thì hiện vẫn đóng cái vai trò quan trọng các phác đồ phối hợp kháng sinh trong những cái lepseana mà nó đa kháng và trong cái phần trên tôi cũng nói rồi với những cái bệnh cảnh mà bệnh nhân nhiễm lepsemona thì cái tình trạng lâm sàng cũng rất nặng và các bà bên em thì nó cũng có giá trị trong cái điều trị trong những trường hợp nặng như vậy À, và à, trong tài liệu cũng đã trình bày rất rõ những cái tóm lược các phác đồ điều trị à, vi khuẩn đa kháng à, với à, nêu bật cái vai trò của các bên em và phối hợp kháng sinh à, trong điều trị à, các loại vi khuẩn đa kháng trong à, viêm phổi bệnh viện à, tiếp đến là cái phần à, dự phòng dự phòng này là rất rất quan trọng À, với cái việc mà dự phòng à, viêm phổi bệnh viện viêm phổi thở máy thì nó sẽ giảm những cái à, tỷ lệ những cái bệnh nhân diễn biến nặng và nó giảm những cái gánh nặng bệnh tật à, thì à, chúng ta cũng thấy rằng là cái việc dự phòng của chúng ta cũng phải quan tâm đấy là à, thực hiện cái công tác mà đề phòng nhiễm khuẩn bệnh viện, dự phòng cái việc mà loét dạ dày, huyết khối để bệnh nhân không phải nằm lâu rồi chăm sóc răng miệng, phải thay dây thở máy thường xuyên, dẫn lưu định kỳ và kiểm soát cái việc mà nhiễm khuẩn trong những cái thiết bị hô hấp mà hỗ trợ, rồi bệnh nhân phải rời giường sớm, phải ngồi dậy hoặc là chuyển sang xe lăn hoặc là giải phóng lưng và trong cái phần bài báo của tôi có cập nhật nhưng không hiểu sao trong slide này nó không có đấy là công ty MSD thì mới đưa về một cái vũ khí mới kháng sinh là tăng phối hợp với Tazobactam Tam thì cái nhóm kháng sinh cefalosporin này thì nó có giá trị trên những cái bệnh nhân mà có trực khuẩn mù xanh bệnh những cái bệnh nhân mà có căn nguyên vi sinh là trực khuẩn mù xanh thì cũng hy vọng rằng là công ty sẽ phát triển cái sản phẩm này để các bác sĩ Việt Nam chúng ta có thêm một cái cái, uh, vũ khí mới để điều trị cho những bệnh nhân mà uh, viêm phổi bệnh nặng uh, tuy nhiên thì tôi cũng được biết rằng là uh, công ty thì hiện tại đang ở cái uh, giai đoạn mà mới launching thôi cho nên là hy vọng trong thời gian tới chúng ta sẽ quan tâm đến giá cả và đến được các bệnh viện và đặc biệt nếu mà được bảo hiểm chi trả thì uh, ngoài cái capabenem rồi chúng ta sẽ có thêm một cái nhóm uh, cephalosporin thế hệ mới nữa uh, để uh, giúp cho các bệnh nhân của chúng ta và phần trình bày của tôi đến đây là hết xin trân trọng cảm ơn các quý vị đồng nghiệp